Phương Thúy, xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 29 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Dịch Thần và Thẩm Nhất Cốc nói chuyện rất lâu, Tuy An Mạc Hạ tin tưởng những gì Chu Dịch Phong đã nói lúc trước, Thẩm Nhất Cốc sẽ không bao giờ dễ dàng bán cổ phần Chu Thị cho Chu Dịch Thần, nhưng cô vẫn có chút trột dạ. Nếu như Chu Dịch Phong đoán sai thì sao đây? Hay Chu Tấn Phong và Chu Dịch Thần dốc hết tâm huyết, đủ thành tâm khiến cho Thẩm Nhất Cốc rung động thì sao? An Mạc Hạ càng lúc càng căng thẳng, cứ thế rót liên tiếp mấy lần trà mà không nhận ra, mãi đến lúc tận bên tai nghe thấy giọng nói châm chọc của Tô Nhuế. Thôi đi, thật là xấu hổ cho chúng ta. Vậy mà uống hết cả bình trà rồi đấy. Tôi thừa nhận trà ở đây rất ngon. Thẩm tổng rất tốt. Nhưng cô cũng không nên uống giống như là chưa từng được uống trà như thế chứ. An Mạc Hạ bị lời nói của Tô Nhuế làm cho nghẹn học. Không nhận ra mình đã thực sự uống cạn một ấm trà. Vội vàng ném tách trà sang một bên không động đậy nữa. Tô Nhuế và Thẩm Giật Hiên thấy An Mạc Hạ không đáp lại. Thì có chút nhàm chán chuyển đề tài sang chương gì Tôi nghĩ chị Trương Di lần này bay lên cành cao trở thành Phượng Hoàng rồi. Tôi nhuế thở dài, có chút ghen tị. Thôi đi, có gì mà ghen tị. Tôi không thích dựa vào cách này mà leo lên đâu. Mà đối tượng lại còn là một lão nam nhân nữa. Lời nói của thầm giật hiên đầy mỉa mai. Cô nói đúng, nhưng chị Trương Di cũng không còn trẻ nữa. Suốt ngày đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, nên đến giờ còn chưa có bạn trai. Hướng chi bây giờ là kim cương vương lão ngũ, cho dù là một lão nam nhân thì cũng có sao đâu tôi nghĩ cô ấy chỉ có thể bám vào loại chuyện này để leo lên thôi nếu không thì những người đàn ông khác cũng coi thường cô ấy thôi nói đến đây tổ nhuế và thẩm giật hiên đều không khỏi cười thầm an mặc hạ ở bên cạnh nghe hai người đối thoại không khỏi nhíu mày tuy rằng cô không thích trương di nhưng nghe thấy hai cô gái nhỏ nói năng thô lỗ như vậy trong lòng dâng lên một tia chán ghét sau đó thì nghiêm nghị nói nói chuyện phải cẩn thận dù sao thì đây cũng là nơi công cộng các cô không muốn lời nói của mình lọt vào tai của trương di có đúng không Tô Nhuế và Thẩm Giật Hiên sững sờ một lúc, quả nhiên có rất nhiều người làm đang đứng xung quanh đây. Nếu như Trương Di thật sự ở đêm với Thẩm Nhất Cốc mà trở thành Thẩm Thiếu Phu Nhân, thì những người làm này nhất định sẽ nói với Trương Di. Đến lúc đó thì hai người quả thật là không gánh nổi hậu quả. Sắc mặt của hai người phụ nữ đồng thời đen lại, không nói gì mà nhìn An Mạc Hạ một cái xung quanh đột nhiên im ắng hơn rất nhiều không còn tiếng ồn ào hung ác bên tai an mạc hạ đem sự chú ý đặt lại phòng làm việc nơi thẩm nhất cốc và chu dịch thần đang trò chuyện đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên từ bên trong được mở ra thẩm nhất cốc và chu dịch thần lần lượt bước ra nhưng khác biệt là thẩm nhất cốc vẫn gian xào như hồ ly còn chu dịch thần thì lại có vẻ mất tự tin vẻ mặt có chút ảm đạm xem ra tâm tình không tốt Chú Tổng, cậu có muốn ở chơi với tôi một lát không? Tôi sẽ bảo đầu bếp nấu vài món ngon đãi mọi người. Thẩm Nhất Cốc cười nói. Chu Dịch Thần khóe miệng nặn ra một nụ cười có chút cứng nhắc nói. Không cần đâu, tôi không quấy giày thẩm thúc thúc nữa. Tôi có chuyện cần phải giải quyết nên xin phép không ở lại ăn tối. Vậy thì được rồi. Thẩm Nhất Cốc nhún vai, tiếc nuối. Đám người trở lại khách sạn một lần nữa. Chu Dịch Thần bây giờ cũng không có tâm tình để nói chuyện với An Mạc Hạ liền trở về phòng. So với tâm trạng không vui của Chu Dịch Thần, thì tâm trạng của An Mạc Hạ tốt đến mức muốn nhảy dựng lên, nếu như không có nhiều người thì chắc chắn cô đã vui vẻ ngâm nga một tiếng. Vẫn là người đàn ông của cô, Chu Dịch Phong lợi hại, anh nói Chu Dịch Thần không lấy được cổ phần, vậy là không lấy được cổ phần thật, cô đúng là nên tin anh 100%, không cần phải lo lắng thêm. An Mạc Hạ vui vẻ trở về phòng, lập tức gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong báo tin vui chu dịch phong nhanh chóng trả lời còn đặc biệt đánh dấu móc ghi chú hai chữ kiêu ngạo an mạc hạ thật sự không nhịn được mà tưởng tượng ra vẻ mặt của chu dịch phong không khỏi bật cười nhưng vào lúc này hình như cô nghe thấy cửa phòng có động tĩnh gì đó cho nên mới đặt điện thoại xuống đi ra để kiểm tra qua khe cửa an mạc hạ nhìn thấy trương di tức giận đi về phòng nhưng còn chưa có vào trong thì đã bị tô nhuế và thẩm giật hiên từ đâu xuất hiện ngăn lại Chị Trương Di, có chuyện gì vậy? Chủ Tổng hình như không có làm được việc mình muốn. Lúc về thì mặt mày cũng khó chịu lắm. Với quan hệ của chị với thẩm Tổng, sao lại không lo liệu được? Tô Nhuế dấu dấu diếm diếm, tâm tài vùi họa mà hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, liền khiến sắc mặt của Trương Di tối sầm lại. Cô ta dường như cũng không muốn nói nên hất tay Tô Nhuế ra, chuẩn bị đi vào phòng. Tô Nhuế lập tức cho thẩm Giật Hiên một cái nháy mắt. thẩm Giật Hiên hiểu được chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi đúng vậy chị trương di chúng ta đều rất tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì trương di không chịu nổi nữa gầm lên các cô phiền quá đi mất không thể yên tĩnh được sao sau đó cô ta bước vào phòng thô bạo đóng cửa lại suýt chút nữa thì đã đánh vào cổ của tô nhuế Nguyễ. tô nhuế bất mãn hét lên một tiếng sau đó thì thảo nói hey, hẳn là bị chơi xong rồi đá nên mới đổ cơn giận lên chúng ta thầm giật hiên kinh thường cười lạnh một cái hai người chán ghét trở về phòng còn an mặc hạ từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng không khỏi lắc đầu xúc động không ngờ trương di đã phải trả giá đắt như vậy nhưng cuối cùng thì lại chẳng có gì cả thật là xấu hổ con người ấy mà vẫn nên yên phận thì hơn an mặc hạ đóng cửa phòng lại dù sao thì việc hôm nay cũng không có liên quan gì đến cô hiện tại cô không có việc gì thì cứ ngủ bên kia chu dịch thần tức giận trở về phòng ném mọi thứ trên bàn cà phê xuống đất Chu Tổng, bình tĩnh đi. Trợ lý ở bên cạnh không chịu nổi nữa mới dám an ủi. Cậu bảo tôi phải làm sao để nguôi giận đây, để bình tĩnh đây. Lão già thầm nhất cốc kia. Mấy ngày nay tôi cố hết sức để lấy lòng chăm sóc ông ta. Dòng dã ba ngày còn tặng cho ông ta một nữ nhân. Nhưng ông ta trả ơn như thế nào đây? Cuối cùng thì nói muốn suy nghĩ lại. Cậu đã từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy chưa? Ông ta tưởng là chu gia làm từ thiện chắc. Chu Tổng, anh nói đúng. Thầm nhất cốc thật sự không biết tốt xấu. Nhưng anh không thể giận, nếu như tức giận thì ảnh hưởng đến sức khỏe, trợ lý tiếp tục an ủi. Chu Dịch Thần cuối cùng cũng dừng đập phá đồ đạc, đi tới bên cửa sổ, chống cằm tiến vào trạng thái suy tư. Trợ lý bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của Chu Dịch Thần thì không nói gì nữa, kinh nghiệm nhiều năm cho cậu ta biết, Chu Dịch Thần hẳn là đang suy nghĩ gì đó. Quả nhiên, nửa giờ sau, Chu Dịch Thần bước đến gần cậu ta, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn khát máu. Tiểu Lý, cậu đi làm một việc cho tôi. Thẩm Nhất Cốc này đã không biết điều như thế thì chúng ta phải dạy cho ông ta một bài học để cho ông ta biết rằng Chu gia không phải là người động đến dễ như vậy. Sau đó, Chu Dịch Thần ghé vào lỗ tai của trợ lý Tiểu Lý nói kỹ kế hoạch của mình. Tiểu Lý càng ngày càng sừng sốt, cuối cùng thì không nhịn được mà mở miệng. Chu Tổng, làm chuyện này có phải là có hơi... Chu Dịch Thần lập tức ngắt lời Tiểu Lý. Cậu cứ làm mọi việc gọn gàng là được rồi. Trước đây tôi cũng đã kiểm tra hồ sơ của Thẩm Nhất Cốc rồi. Ông ta xúc phạm không ít thế lực ngầm ở Hồng Kông, cho nên lúc nào bên cạnh ông ta cũng có mấy vệ sĩ vây quanh. Chúng ta chỉ cần lợi dụng điểm này thì tự nhiên sẽ không có người phát hiện ra chúng ta đâu. Hai mắt của tiểu lý sáng lên, sau đó cười đáp. Được rồi, tôi sẽ thu xếp ngay như lời của Chu Tổng can dặn trong biệt thự ở ngoài ô Hồng Kông, Thẩm Nhất Cốc vừa thưởng thức trà chiều vừa đọc báo trông vô cùng vui vẻ. Người phụ nữ mà Chu Dịch Thần đưa đến cũng không tệ, quan trọng nhất là khá hợp khẩu vị của ông ta. Ông ta muốn gì thì cô gái đó sẽ cố gắng hết sức để phối hợp làm cho ông ta có một đêm rất thoải mái nhưng dù sao thì chỉ là phụ nữ thôi ông ta không ngu ngốc mà bán miếng thịt to béo trong tay một cách dễ dàng như vậy được bởi vì ai có thể đoán được trong tương lai biết đâu lại có người trả giá cao hơn cho miếng thịt to béo này thì sao nghĩ đến đây thẩm nhất cốc vui vẻ gắp một miếng điềm tâm ngọt đưa vào trong miệng đúng lúc này thì quản gia vội vàng đi tới thẩm tổng trường tổng của công ty vừa gọi điện thoại đến nói công ty xảy ra chuyện kêu ngài nhanh lên sao vậy có tình huống gì sao thẩm nhất cốc cau mày sốt ruột hỏi tôi cũng không biết được rồi vậy thì ông mau thu xếp xe đi tiện thể bố trí thêm hai vệ sĩ thẩm nhất cốc xua tay quan sát gật đầu sau đó thì sắp xếp các việc liên quan theo yêu cầu của thẩm nhất cốc nửa giờ sau chiếc xe hơi sang trọng của thẩm nhất cốc lái ra khỏi biệt thự nhưng vừa đến nơi thì đã bị một người phụ nữ đột ngột lao lên chặn lại người phụ nữ trông có chút không bình thường dù tài xế có mắng mỏ thế nào thì cũng không chịu đi thẩm nhất cốc không còn cách nào khác, đành để vệ sĩ và tài xế xuống cùng khiêng người phụ nữ đi. Nhưng khi vệ sĩ và tài xế quay lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng của thẩm nhất cốc đâu nữa. Không biết có phải là chu dịch thần tâm tình không tốt hay không, từ khi từ nhà thẩm nhất cốc trở về nhà thì cô đã không thấy bóng dáng của chu dịch thần nữa. Nhưng như vậy thì lại càng khiến cho An Mạc Hạ vui vẻ thoải mái. Sau một giấc ngủ thì cô một mình đi vào trong phòng của Chu Dịch Phong, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chu Dịch Phong lúc này đang ngồi ở trước máy tính, không biết đang suy nghĩ điều gì. "Dịch Phong, em đến đây rồi mà anh cũng không có nói chuyện với em, anh đang suy nghĩ gì vậy?" An Mạc Hạ có chút không vui than thở. Chu Dịch Phong cuối cùng cũng bình phục suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn An Mạc Hạ cười, "Anh đang phân vân không biết con nên đến tìm Thẩm Nhất Cốc lần nữa không." Nghe được lời nói của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ trong nháy mắt bối rối, "Không phải anh nói Thẩm Nhất Cốc là người tính tình kỳ quái sao, sao anh có biện pháp rồi hả?" Trên miệng của Chu Dịch Phong hiện lên một nụ cười, anh đột nhiên chỉ vào màn hình máy tính ra hiệu cho An Mạc Hạ nhìn sang. An Mạc Hạ nghi ngờ liếc nhìn Chu Dịch Phong, sau đó thì theo hướng ngón tay của Chu Dịch Phong nhìn về phía màn hình máy tính. Trên màn hình máy tính lúc này là hình ảnh một người phụ nữ, người phụ nữ ăn mặc giống như phong cách của thập niên 70-80, khuôn mặt vô cùng dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác thân thiết. "Đây là ai vậy?" An Mạc Hạ bối rối hỏi. "Trần Thục Uyển" Chu Dịch Phong đáp. An Mạc Hạ lắc đầu. Em chưa có nghe nói qua. Tại sao lại cho em xem người này? Mạc Hạ, em có nhớ lúc trước anh đã nói với em về Thẩm Nhất Cốc không? Ừm, ý của anh là Thẩm Nhất Cốc cũng đã từng yêu, nhưng sau đó tình cảm nguội lạnh, dần trở thành người ăn chơi chắc táng sao? Không hiểu vì sao, nhưng khi nói lại chuyện này, cô lại liên tưởng đến sắc mặt mị hoặc của Thẩm Nhất Cốc. Khiến cô không khỏi dùng mình. Ừm, từ khi gặp Thẩm Nhất Cốc, thì cô đã khẳng định tin đồn này là vô căn cứ đúng vậy đây đều là sự thật chu dịch phong không nghi ngờ mà ném một quả bom thật lớn vào người của an mạc hạ an mạc hạ cảm thấy kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được liền đập giường cười lớn dịch phong anh đang nói đùa với em có đúng không thật ra hôm nay em khá là vui vẻ không cần anh làm cho em cười nữa đâu chờ đã vừa nói xong an mạc hạ đột nhiên ngồi dậy ánh mắt lại nhìn về phía màn hình máy vi tính của chu dịch phong không lẽ người trên máy tính của anh Người phụ nữ tên Trần Thục Uyển này là nữ nhân thầm nhất cốc từng yêu sao? Chu Dịch Phong nhún vai, sau đó gật đầu khẳng định, đúng là bà ấy, thật ra bà ấy chưa chết. Câu nói này giống như một quả bom thứ hai đánh vào An Mạc Hạ lần nữa. An Mạc Hạ chấp nhận sự kém còi của mình, không khỏi che đậy trái tim nhỏ bé, cái này, cái này là quá cầu huyết rồi. Chuyện quái quỷ gì vậy, xin hãy nói cho em biết với. An Mạc Hạ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại liền hỏi Chu Dịch Phong nói cho An Mạc Hạ nghe đại khái khi Thẩm Nhất Cốc còn trẻ đã từng yêu một người phụ nữ tên là Trần Thục Uyển. Người phụ nữ này cũng là thanh mai trúc mã của Thẩm Nhất Cốc. Hai người cùng nhau lớn lên rồi tự nhiên cũng đến với nhau. Chuyện này không có gì phải nói nữa. Nhưng không ngờ Trần Thục Uyển đột nhiên bị bệnh nan y. Sau đó bà ấy sang Mỹ chữa trị thì bị tuyên bố là đã chết và không bao giờ trở lại nữa. Lúc đó Thẩm Nhất Cốc vẫn còn là một thanh niên làm công ở trong nước. Ông ta vì Trần Thục Uyển mà góp hết thu nhập để lo tiền thuốc men chữa trị. Nhưng khi nghe tin đó thì ông ta đã rất đau lòng. Sau đó thì tính tình thay đổi mạnh mẽ, trở thành như ngày hôm nay. Em có cảm giác như đang xem một bộ phim tình cảm cầu huyết thập niên 70-80 vậy. Nghe thấy lời của Chu Dịch Phong, An Bạc Hạ không khỏi thở dài. Chờ đã, anh vừa nói Trần Thục Uyển chưa chết có phải không? Chẳng lẽ vì không muốn thẩm nhất cốc vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho mình nên mới tung tin bảo rằng mình đã chết sao? Bình khâu Chu Dịch Phong ngoắc ngoắc ngón tay. Vợ anh thông minh thật đấy. Đó không phải là mô típ của những bộ phim truyền hình kinh điển sao? An Mạc Hạ bất lực trợn mắt. Vậy thì Trần Thục Uyển đi đâu? Tại sao lại không chết? Nhưng bà ấy lại không đến gặp Thẩm Nhất Cốc. Chu Dịch Phong liếc mắt, sau đó đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thâm trầm. Trần Thục Uyển bị liệt cả hai chân vì bệnh ung thư. Bà ấy không muốn làm phiền Thẩm Nhất Cốc thêm nữa, nên đổi tên họ, một mình ở lại Mỹ. Chu Dịch Phong giọng điệu có chút thương cảm. An Mạc Hạ cảm thấy bầu không khí nặng nề nên thở dài một hơi, bỗng nhiên như bắt được chuyện quan trọng, mở mắt ra. Dịch Phong, làm sao anh biết điều này? Bởi vì bà ấy là bạn của mẹ anh. Chu Dịch Phong khàn khàn trả lời, sau đó thì như bị ký ức gì đó cuốn vào. Nhớ những gì anh đã nói với em trước đây không? Anh cùng mẹ đã từng qua một đoạn thời gian khổ cực. Người ở cùng hai mẹ con anh là bà ấy. Nhưng lúc đó bà ấy được gọi là Trần Tịch. Thay vì cái tên là Trần Thục Uyển này, có lẽ là vì bà ấy cảm thấy cô đơn nên mới gọi là tịch. Anh nhớ lúc trước, có một bà cô rất nghiêm khắc, cả ngày ngồi trên xe lăn, thất thần ngồi trong sân. Thật ra hồi còn nhỏ thì anh cũng có chút sợ bà ấy, cho đến khi bà ấy bất chấp nguy hiểm cứu đứa trẻ nghịch ngợm như anh từ đường dây xe lửa về. Sau chuyện này thì anh mới biết, Trần Tịch đã từng có quá khứ không vui nên mới trở nên lầm lì, nhưng bà ấy cũng không muốn nói chuyện quá khứ với ai hết. Sau này thì anh và mẹ chuyển về biệt thự chu gia đến mãi lúc mẹ qua đời thì anh cũng không gặp lại trần tịch lần nào nữa không biết bà ấy có còn sống hay không có còn sống ở nơi cũ hay không nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của người đàn ông trước mặt an mặc hạ chủ động vòng tay qua vai nhẹ nhàng vuốt ve tỏ vẻ an ủi chu dịch phong cười nhẹ nói không sao đâu ban đầu anh cũng không nghĩ người phụ nữ thầm nhất cốc yêu lại là trần tịch sau khi em ra ngoài một mình anh ở khách sạn không có việc gì làm vì vậy anh truy cập xem hồ sơ của thẩm nhất cốc tình cờ tìm thấy một bức ảnh của trần thục uyển người này giống hệt trần tịch nghĩ đến quá khứ thầm lạc hồi xưa nên anh kết luận rằng họ là cùng một người nếu như có thể để thẩm nhất cốc gặp lại trần tịch có lẽ thẩm nhất cốc sẽ sẵn sàng bán cổ phần cho anh anh tin rằng gì trần tịch sẽ sẵn lòng giúp đỡ anh vì có cách để Thẩm Nhất Cốc tự nguyện giao cổ phần nên Chu Dịch Phong và An Bạc Hạ lập tức đến biệt thự của Thẩm Nhất Cốc. Nhưng An Bạc Hạ dù sao thì vẫn là người của Chu Dịch Thần nên cô không có vào trong đó. Chỉ đứng một mình ở công viên cách biệt thự không xa chờ Chu Dịch Phong đắc thắng trở về. Nhưng điều mà An Bạc Hạ không ngờ là Chu Dịch Phong đi vào một hồi mới trở ra. Về mặt có chút không đúng, thậm chí có chút ngưng trọng. Sao vậy? Vẫn không thành công sao? An Bạc Hạ căng thẳng hỏi. Chu Dịch Phong không nói gì mà kéo An Mạc Hạ lên xe rồi mới chậm rãi nói, "Thẩm nhất cốc không có ở nhà, ông ấy mất tích rồi." "Mất tích sao?" An Mạc Hạ trợn to hai mắt, không thể tin được, người mới đây nói biến mất thì liền biến mất sao? "Dịch Phong, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Chu Dịch Phong suy tư một hồi, sau đó lẩm bẩm nói, "Anh nghi ngờ là ông ta bị bắt cóc, hung thủ rất có thể là Chu Dịch Thần." Chu Dịch Thần tuy bề ngoài là người đạo mạo nho nhã, nhưng bên trong thì lại nham hiểm vô cùng anh nghĩ là hắn đã cho người dạy thẩm nhất cốc một bài học vì ông ta không đồng ý bán cổ phần cho hắn không thể nào chu dịch thần sao lại hành động tàn nhẫn như vậy chứ cái này là vi phạm pháp luật đấy an bạc hạ che miệng bình tĩnh trong ấn tượng của cô chu dịch thần luôn luôn đối xử tốt với cô cô không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này có thể làm ra điều tàn ác như vậy chỉ vì một chút bất đồng cho nên anh mới nói em tránh ra chu dịch thần ra anh không nói đùa với em đâu chu dịch phong liếc mắt nhìn an mạc hạ trịnh trọng nói nhưng người đàn ông này không phải là đồ ngốc nếu đã dám làm ra loài chuyện này thì chắc chắn hắn sẽ tìm người chịu tội thay rồi vì tính cách của thẩm nhất cốc đã đắc tội rất nhiều người vậy chúng ta phải làm gì bây giờ chu dịch phong nheo mắt sau đó đột ngột đạp ga anh có vài người quen ở đây anh sẽ đến nhờ họ giúp đỡ xem có thể tìm được chỗ thẩm nhất cốc đang bị bắt càng sớm càng tốt hay không nếu như quá muộn sợ là không đảm bảo được chu dịch thần sẽ đánh thẩm nhất cốc hoặc buộc thẩm nhất cốc phải giao lại cổ phần cho hắn ta chẳng mấy chốc chu dịch phong đưa an mạc hạ đi tìm một số người quen mà anh biết ở hồng kông họ đều là những lão cảnh sát đã nghỉ hưu họ đối với chu dịch phong rất lịch sự không mất bao lâu đã tìm thấy manh mối chủ tổng những người do tôi sắp xếp tìm thấy một chiếc xe khả nghi có vẻ như được lái đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoài ô được rồi đưa tôi đến đó ngay lập tức hai canh giờ sau đó chu dịch phong và an mạc hạ đã dẫn theo một đám vệ sĩ đi đến phụ cận một nhà máy bỏ hoang ở ngoài ô chu dịch phong lo lắng an mạc hạ theo anh thì sẽ gặp nguy hiểm nên kêu an mạc hạ ở trong xe để anh đi thăm dò đường trước an mạc hạ vốn dĩ không đồng ý nhưng cuối cùng thì không thể chống lại được sự nài nỉ của người đàn ông nên đành thỏa hiệp chu dịch phong cùng vệ sĩ đi một vòng quanh khu nhà xưởng bỏ hoang cuối cùng thì tìm thấy vài người khả nghi trong một căn phòng bỏ hoang ở phía tây bắc quả nhiên có một người bị nhốt trong căn phòng đó người đó bị trói trên ghế mắt và miệng bị bịt lại nhìn có chút chật vật chính là thẩm nhất cốc chu tiên sinh tiếp theo chúng ta phải làm gì đây tên vệ sĩ nói nhỏ bên tai của chu dịch phong chu dịch phong suy tư một chút sau đó vung tay lên biểu thị một tên vệ sĩ lên trước đối phó với hai tên côn đồ đang canh cửa sau đó thì nhân cơ hội lèn vào cứu thẩm nhất cốc chẳng mấy chốc một vệ sĩ đã làm theo chỉ dẫn của chu dịch phong đánh gục hai tên côn đồ ở ngoài cửa Chu Dịch Phong cũng thành công đến cửa, vừa lúc nghe thấy giọng nói hung ác của người đàn ông bên trong chuyển đến. Lão già, nếu như ông tỉnh táo hơn, thành thật bán cổ phiếu thì giữ mạng được, còn không sớm muộn gì thì cũng bị giết thôi. Thẩm Nhất Cốc lúc này đã được tháo băng keo dán miệng ra, cũng là có mấy phần kiên cường, không cam lòng bắn trả lại. Các người rốt cuộc là ai? Việc tôi bán cổ phần trong tay hay không thì liên quan gì đến các người? Tôi nói cho các người biết, uy hiếp tôi cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không bán đâu. Thẩm Nhất Cốc chưa kịp nói hết lời thì nắm đấm của người đàn ông mập mạp đã đập mạnh vào bụng khiến cho Thẩm Nhất Cốc hét lên đau đớn. Đây chỉ là dạy dỗ ông một bài học thôi. Nếu như ông còn cứng đầu thì sẽ không đơn giản là một nắm đấm đâu. Nam nhân cười tàn nhẫn, sau đó không biết từ đâu lấy ra một con dao gọt hoa quả. Lật qua lật lại trong tay, Thẩm Nhất Cốc sợ tới mức tái mặt. Một lúc lâu sau mới run rẩy nói. Gần đây có khá nhiều người đến hỏi mua cổ phần của tôi, nhưng hầu hết đều không có nghiêm túc à tôi hiểu rồi các người có phải là người của tập đoàn chu thị phái tới không ồ thì ra là ông cũng không ngốc người đàn ông đột nhiên đưa mặt lại gần thẩm nhất cốc dùng dao gõ lên trên mặt của thẩm nhất cốc đe dọa ông đã đoán ra được rồi thì thành thật giao cổ phần cho chúng tôi nếu không thì người đàn ông đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng con dao trên tay đặt ngang cổ của thẩm nhất cốc hậu quả như thế nào thì ông cũng nên biết không nên cố gọi cảnh sát làm gì Ông hẳn là biết rõ quyền lực của tập đoàn Chu Thị chúng tôi. Ngay cả khi thật sự gọi được cho cảnh sát, thì cuối cùng cũng chưa hẳn là chúng tôi sẽ chịu tội đâu. Có nghe rõ không? Thẩm Nhất Cốc bị lời nói của người đàn ông làm cho sừng sốt, càng tức giận. Hắn biết tập đoàn Chu Thị gần đây đang xuống dốc. Nhưng thế lực đằng sau cũng không nên coi thường, có thể thịnh vượng trong giới kinh doanh thì tất nhiên là có giao du với cả đèn lẫn trắng. Tốt, Chu thị quả nhiên là điên rồi. Thẩm Nhất Cốc rất hận nói: "Đương nhiên, ông đã nhận được lợi ích của tập đoàn Chu Thị mà vẫn không làm được gì. Ông thật sự cho rằng chúng tôi dễ bắt nạt sao?" Người đàn ông cong môi tàn nhẫn. Hôm nay phải cho ông nếm thử mùi đau khổ. Nói rồi người đàn ông đột nhiên giơ dao lên, định đâm vào cánh tay của Thẩm Nhất Cốc, nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này thì cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra. Sau đó một bóng người lao đến chỗ của người đàn ông cầm con dao kia. Tên cầm dao bị đạp ngã xuống đất, dao cũng rớt qua một bên. "Là ai?" Nhưng vừa dứt lời thì hắn lại bị một lực bất ngờ từ phía sau đánh cho bất tỉnh. Mấy tên đồng phạm khác cũng bị xử lý, tất cả đều ngất xỉu nằm ở một bên. Chu Dịch Phong bước đến trước mặt của Thẩm Nhất Cốc, giúp ông ta cởi bỏ sợi dây trói. "Chu, Chu." Thẩm Nhất Cốc đang định gọi tên Chu Dịch Phong, nhưng Chu Dịch Phong lại làm động tác im lặng trên môi, đi ra ngoài rồi nói: chu dịch phong nói xong thì liền kéo thẩm nhất cốc đi về phía ngoài mà an mạc hạ vừa rồi thì cũng đã xuống xe cô thật sự lo lắng cho chu dịch phong nhưng chưa kịp đi tới gần nhà máy bỏ hoang thì đã nhìn thấy vài bóng người từ xa đến gần trước khi nhìn rõ là ai thì an mạc hạ vẫn còn hoảng sợ tưởng đâu chính là nhóm người bắt cóc thẩm nhất cốc đang đến nhưng khi đám người tới trước mắt rồi thì cô mới hoàn toàn thả lỏng vội vàng bước xuống lao nhanh đến dịch phong anh không sao chứ An Mặc Hạ lo lắng nắm lấy cánh tay của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nhún vai sau đó giơ tay xoa xoa đầu của An Mặc Hạ, xoa dịu. Không sao, đừng lo lắng, Thẩm Nhất Cốc đã được đưa ra ngoài. Lúc này Thẩm Nhất Cốc nhìn thấy An Mạc Hạ, trên mặt ông còn kinh ngạc hơn khi vừa nhìn thấy Chu Dịch Phong nữa. Cái này, cái này... Cô, cô, cô không phải là người theo Chu Dịch Thần sao? Làm sao lại ở đây? Không phải tập đoàn Chu Thị bắt cóc tôi sao? Chu Dịch Phong sao lại cứu tôi? Người của Chu Dịch Thần lại đợi tôi ở ngoài cửa sao? An Mặc Hạ không nhịn được cười trước bộ dạng của Thẩm Nhất Cốc. Chúng ta đi khỏi đây trước rồi nói. Sau đó cả nhóm lên xe rời khỏi nhà máy bỏ khoang ở ngoài ô. Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đưa Thẩm Nhất Cốc đến một quán cà phê yên tĩnh. Sau đó giải thích đại khái sự tình cho ông ta nghe. Bọn họ không liên minh với tập đoàn Chu Thị. An Mạc Hạ cũng không phải là phụ nữ của Chu Dịch Thần mà là vợ của Chu Dịch Phong. Và vì giúp Chu Dịch Phong nên tiếp cận với Chu Dịch Thần để tìm hiểu. Ồ, oh, chính là như vậy thẩm nhất cốc hít một hơi thật sâu chu dịch phong tôi tưởng cậu định giúp anh trai chu dịch thần mua lại cổ phần của tôi chứ nhưng thực tế cậu mua cổ phần từ tôi là vì hận thù với chu gia khó trách khó trách đừng lo lắng tôi thẩm nhất cốc tuy là thương nhân nhưng lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn miệng cũng rất chặt hôm nay hai người lại cứu tôi tôi nhất định không bao giờ đem chuyện hôm nay nói cho chu gia biết đâu vậy thì cảm ơn thẩm tổng chu dịch phong cong môi Đừng khách sáo, ân tình hôm nay tôi nợ tôi sẽ ghi lòng tạc dạ. Sau này nếu như cậu cần giúp đỡ gì thì cứ đến gặp tôi. Thẩm Nhất Cốc nhấp một ngụm cà phê trước mặt, vẻ mặt nhu hòa, sắc mặt dần dần thay đổi từ sợ hãi sang buông lòng. Chủ dịch phong nhướng mày cũng nhấp một ngụm cà phê. Thẩm Tổng, hiện tại chúng tôi có chuyện muốn nhờ ngài hỗ trợ. An Mạc Hạ ở một bên cũng nhìn về phía Thẩm Nhất Cốc, nhanh chóng hợp tác nói. Đúng vậy, Thẩm Tổng, ngài biết chúng tôi đến Hồng Kông lần này là vì cái gì không? thẩm nhất cốc hiền nhiên im lặng một hồi trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ người trẻ tuổi sao lúc nào cũng cứng đầu như vậy chứ cứ nhìn chằm chằm cổ phần của tập đoàn chu thị trong tay tôi vậy cổ phần này đáng giá rất nhiều tiền những thứ khác có thể dễ nhưng cái này thì tôi thật sự phải nghĩ lại thẩm tổng chúng tôi đáp ứng số tiền mà ông muốn chu dịch phong trầm giọng nói xem ra sự việc đã đến nước này thẩm nhất cốc vẫn cảm thấy cổ phần trong tay mình có thể mang lại cho mình khoản lợi nhuận khổng lồ bản thân tôi còn không có ước lượng được số tiền bao nhiêu, thì làm sao có thể đưa ra con số cụ thể được đây? Thẩm Nhất Cốc cười gian xảo. Nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Nhất Cốc, An Mạc Hạ trợn mắt nhìn trời không nói nên lời, sau đó không vui nói. Thẩm Tổng, vậy hôm nay xem như không đàm phán được rồi. Chú Thiếu Phu Nhân đừng có nói như vậy, cũng không phải là không đàm phán được. Nhưng hôm nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này. Nhân tiện, biết có một nhà hàng món ăn Quảng Đông rất ngon, để tôi mời hai người đi ăn, thế nào? Không cần đâu, cảm ơn thầm tổng có lòng tốt. An Mạc Hạ tức giận đáp, cô thật sự không đoán ra được người đàn ông tên thầm nhất cốc này đang nghĩ gì. Ông ta thật sự là muốn tiền mà không muốn mạng. Giờ phút này làm gì còn giống như người si tình mà lúc sáng Chu Dịch Phong nói chứ? Quả thật là nhìn không xa. Bên kia, Chu Dịch Phong cũng nheo mắt không hiểu. Sau đó thì cười một tiếng đột nhiên tràn ra khỏi miệng của anh. Anh đặt ly cà phê trong tay xuống bàn chậm rãi nói. Không cần ăn cơm đâu, nhưng người thì vẫn nên gặp một lần. Người sao? Ai vậy? Về mặt của thẩm nhất cốc lộ rõ vẻ khó hiểu, kỳ lạ ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong cười cười từ trong miệng phun ra ba chữ, Trần Thục Uyển. Ngay khi cái tên vừa vang lên, không khí như đông cứng lại trong tích tắc, yên tĩnh đến mức không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ có hơi thở của thẩm nhất cốc là trở nên nặng nề hơn. Cậu... cậu... cậu nói cái gì? dường như một lúc lâu sau thẩm nhất cốc mới ý thức được kích động đứng lên khỏi sofa sắc mặt tái nhợt hơn cả lúc bị dọa ở nhà máy bỏ hoang vừa rồi cả người kịch liệt chấn động kinh ngạc nhìn chu dịch phong làm sao cậu biết trần thục uyển chu dịch phong nhún vai thẩm tổng là người nổi tiếng chúng ta cũng có một số tin tức muốn biết những thứ này thì cũng không khó ai cho cậu điều tra tôi thẩm nhất cốc tức giận đập bàn tôi nói cho cậu biết Cậu càng dùng những phương pháp đê hèn như thế này thì tôi sẽ càng không bán đâu. Mặc dù tôi, thầm nhất cốc là một thương nhân, nhưng vẫn có giới hạn đạo đức tối thiểu của mình. Tôi sẽ không bán cổ phần của tập đoàn Chu Thị cho cậu. Vì vậy, đừng có uy hiếp tôi. Ngoài ra, tôi cũng phải nói cho cậu biết. Thẩm Nhất Cốc nói xong, ánh mắt chợt dâng trào cảm xúc hỗn loạn. Trần Thục Uyển, cô ấy... Cô ấy đã chết rồi, cậu muốn cho tôi gặp một người đã chết sao? vừa nói, thẩm nhất cốc dường như đã mất chút kiên nhẫn cuối cùng nhìn Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ, rồi nghiêm khắc quay người định rời khỏi quán cà phê, nhưng chưa kịp đi vài bước, đã nghe thấy tiếng Chu Dịch Phong phía sau. Ai nói với ngài là Trần Thục Uyển đã chết? Ngài có nhìn thấy xác của bà ấy không? Hay chỉ là cuộc điện thoại của bác sĩ từ Mỹ gọi đến để nói với ngài rằng Trần Thục Uyển đã chết? Nghe vậy, bước chân của thẩm nhất cốc dừng lại, thân thể kịch liệt run rẩy ông dường như rút hết sức lực trong người khó khăn xoay người lại mở to mắt nghi ngờ hỏi cậu cậu vừa nói cái gì tôi nói chu dịch phong cũng từ trên sofa đứng lên đi tới chỗ thẩm nhất cốc nói trần thục uyển chưa chết bà ấy năm đó nói dối ngài là đã chết chỉ là để không muốn ngài tăng thêm gánh nặng cho ngài thôi sau đó bà ấy từ bỏ việc điều trị và trở về trung quốc một mình nhưng bà ấy không ngờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra với mình mặc dù tế bào ung thư trong cơ thể vẫn còn nhưng cuối cùng thì cũng không có phát tác nhờ vậy mà bà ấy có thể tiếp tục sống ánh mắt của thẩm nhất cốc không ngừng rơi vào đôi môi đang nhắm nói của chu dịch phong dường như phải mất một thời gian dài thì mới tiêu hóa hết được lượng thông tin của chu dịch phong cung cấp thục uyển nói dối tôi chẳng qua là không muốn thêm gánh nặng cho tôi sao Giọng nói của Thẩm Nhất Cốc nghe có vẻ phức tạp, đan xen vô số cảm xúc khó giải thích. Chu Dịch Phong trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. Nếu những gì cậu nói là sự thật, thì tại sao Thục Uyển không đến tìm tôi? Về mặt của Chu Dịch Phong giờ phút này cũng toát ra mấy phần ưu thương, bởi vì bà ấy đã thành người tàn tật rồi, cảm thấy không còn xứng với ngài nữa, vốn lúc ấy đã cao cao tại thượng. Thân thể của Thẩm Nhất Cốc lao đảo về phía trước, may mà có cái bàn bên cạnh kịp thời ngăn lại, nên mới không ngã nhào xuống đất, không khí lại trở nên im lặng, Thẩm Nhất Cốc cúi đầu không nhìn rõ mặt, không biết đang suy nghĩ gì, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong nhìn nhau, đều không nói gì, ngầm im lặng, ước chừng chuyện của Trần Thục Uyển là một đòn dáng khiến cho Thẩm Nhất Cốc nhất thời không thể tiếp nhận. Ngay khi Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ cho rằng Thẩm Nhất Cốc sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục lại được, thì cuối cùng ông ấy cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo nhất thời bị phủ một lớp xương mờ đưa tôi đi gặp Thục Uyển. Lập tức, ngay lập tức. Thẩm Nhất Cốc nắm lấy cánh tay của Chu Dịch Phong, lời nói đầy kích động. Chu Dịch Phong gật đầu. Được, tôi gọi điện cho trợ lý nhờ anh ấy đặt chuyến bay nhanh nhất trở về An Lâm Thị. Hai tiếng sau, ba người bọn họ đã lên máy bay đến An Lâm Thị. An Bạc Hạ và Chu Dịch Phong ngồi cùng với nhau, còn Thẩm Nhất Cốc thì ngồi một mình bên cửa sổ cách đó không xa, lặng lặng nhìn ra ngoài, vẻ mặt trông hơi sững sờ như thể chìm đắm trong ký ức nào đó an mạc hạ không khỏi kéo ống tay áo của chu dịch phong dịch phong không phải anh nói không rõ trần thục uyển còn sống ở đó hay không sao anh đi hỏi một người hàng xóm cũ thì vẫn còn liên lạc người đó nói một tháng trước vẫn nhìn thấy trần tịch sống ở đó anh nghĩ là thời gian một tháng thì trần tịch không thể chuyển đi nơi khác được đâu an mạc hạ thở ra một hơi vậy thì tốt rồi để không phải đi một chuyến vô ích này em còn tưởng rằng thông tin của anh là sai nữa nhưng nào ngờ thấm nhất cốc lại si tình như vậy thực sự đáng thương mà Chu Dịch Phong buồn cười lắc lắc đầu, bây giờ bắt đầu có thiện cảm với Thẩm Nhất Cốc rồi sao, thật ra thì không có ai sinh ra đã ác cả, bất kể là trở thành bộ dạng như thế nào thì cũng có nguyên nhân đằng sau. Chu Dịch Phong ánh mắt lóe lên, trong mắt hiện lên vẻ u buồn. An Mạc Hạ lập tức ôm Chu Dịch Phong, cô biết Chu Dịch Phong hẳn là nghĩ đến thân phận bi thảm từ nhỏ của mình. Chu Dịch Phong cũng nắm lấy tay An Mạc Hạ, khóe miệng có chút mím chặt, dùng sức nắm chặt lấy tay cô. May bay đã sớm đến An Lâm Thị, cũng may mà Trần Tịch cách sân bay không xa lắm. Sau nửa giờ thì cả ba đã đến một ngôi nhà cổ ở vùng quê hơi hẻo lánh. Ngôi nhà cổ kính này đã nhiều năm tuổi rồi, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc thời Minh Thanh. Những bức tường tranh vênh đã bị bào mòn theo năm tháng. Dòng rêu phủ khắp mọi nơi, càng làm tăng thêm cảm giác lịch sử khác lạ cho nơi này chu dịch phong dẫn đầu men theo con đường lát đá chẳng mấy chốc đã đến một cánh cửa gỗ cũ kỹ lẽ ra ban đầu cánh cửa sơn màu đỏ nhưng sau mưa gió thời gian lớp sơn đỏ đã phai mờ từ lâu tất cả những gì còn sót lại chỉ là một màu hồng nhạt trước cửa treo một tấm rèm hoa nhỏ giống như là loại rèm thường thấy trong các bộ phim truyền hình cổ trang trần thục uyển ở bên trong chu dịch phong chỉ vào cánh cửa gỗ màu đỏ nhẹ giọng nói có lẽ đã lâu rồi anh không đến đây nhìn xung quanh không có gì thay đổi, trong lòng cũng có tia gợn sóng. Nơi đây anh đã từng có những kỷ niệm hạnh phúc nhất của tuổi thơ, quãng thời gian sống ở đây với mẹ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Nhưng dù mọi thứ không thay đổi, nhưng con người thì đã không còn nữa. Thầm nhất cốc gật đầu tiến lên một bước, muốn vươn tay gõ cửa trước mặt, nhưng tay lại cứng đơ ở đó, không thể động đậy. Cuối cùng thầm nhất cốc cũng chịu thua, quay sang một bên nói với Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong, cậu gõ cửa cho tôi đi, Chu Dịch Phong nhìn Thẩm Nhất Cốc thật sâu, không nói gì, nhanh chóng làm theo yêu cầu của Thẩm Nhất Cốc, gõ cửa trước mặt, nhưng bên trong không có ai trả lời. Vừa lúc mọi người còn tưởng rằng Trần Thục Uyển không có ở nhà, thì lúc này cánh cửa trước mặt lại tự mình mở ra. Hầu hết những ngôi nhà nhỏ nông thôn này đều rất đơn giản, cửa tự mở là chuyện bình thường. Thẩm Nhất Cốc dừng sốt một hồi, bất định liếc nhìn Chu Dịch Phong bên cạnh, tựa hồ hỏi có thể đi vào hay không. Chu Dịch Phong gật đầu vào xem đi, gì trần không phải là người hẹp hòi đâu. trước đây tôi đều tự ý vào như vậy. sau đó chu dịch phong dẫn đầu bước vào nhà của trần thụ uyển trước. bây giờ là ban đêm, trong nhà không có đèn, tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. chu dịch phong theo trí nhớ nên nhanh chóng tìm được công tắc đèn gần cửa. chỉ nghe cạch một tiếng, căn nhà lập tức sáng lên. Căn nhà tuy không lớn cũng chỉ chừng chục mét vuông, nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi, phòng ốc không được chia rõ ràng nên đồ đạc chất chồng lên nhau, trông hơi lộn xộn, nhưng không thấy ai trong nhà cả, Trần Thục Uyển không có ở nhà. Xem ra gì Trần không có ở nhà rồi. Chu Dịch Phong nhíu mày, tuy rằng đã nhiều năm không trở lại nhưng trong trí nhớ của anh, Trần Tịch không phải là người thích ra ngoài giao du, bình thường đều ở trong phòng và ngoài sân, đặc biệt là buổi tối như thế này. Vừa rồi đám người Chu Dịch Phong từ sân ra ngoài, đi vào thoáng qua thấy trong nhà không có ai điều này chỉ có thể chứng minh trần thục uyển thật sự đã đi ra ngoài tại sao chúng ta không ở đây đợi một chút nếu như chúng ta đã đến đây thì không có lý do gì không nhìn thấy người an bạc hạ ở bên cạnh nói nhanh cô đi một vòng quanh phòng sau đó tìm thấy một cái ghế cũ thẩm nhất cốc gật đầu nhưng thay vì ngồi thì ông ấy lại nhìn quanh căn nhà nhỏ ngón tay lướt dọc từng ngóc ngách cuối cùng thì ánh mắt thẩm nhất cốc dừng lại ở góc trên của một bức ảnh không mấy nổi bật đó là một bức ảnh đen trắng cũ kỹ của một người phụ nữ mặc bộ đồ bằng vải thô gai, tóc thắt bím, trên mặt tuy không trang điểm nhưng trông rất dịu dàng và đáng yêu, tạo cho người xem một cái nhìn rất chiều mến. Chính xác là bức ảnh của Trần Thục Uyển khi còn trẻ. Cơ thể của thẩm nhất cóc cưng đơ, sau đó có chút run rẩy lấy tấm ảnh ra khỏi tủ, cẩn thận lau bụi cho nó. Đúng vậy, đây hẳn là nhà của Thục Uyển. Bức ảnh này là ảnh của Thục Uyển, mà tôi là người chụp cho cô ấy. Tôi thậm chí còn nhớ lúc đó Thục Uyển nhút nhát như thế nào. Cô ấy nói đó là lần đầu tiên được chụp ảnh. Tôi không biết phải làm sao nên đã nói với cô ấy cứ tạo dáng tùy thích. Bởi vì dù chụp thế nào thì cô ấy cũng trông rất đẹp. Chu Dịch Phong liếc nhìn tấm ảnh trong tay của Thẩm Nhất Cốc. Dì Trần có vẻ rất quý tấm ảnh này. Bình thường không có việc gì thì sẽ nhìn ngắm nó cả ngày. À đúng vậy. Tôi nhớ dì ấy thường xuyên lật xem album ảnh. Hình như là album nằm ở trong ngăn kéo thứ hai bên cạnh ấy nghe vậy thẩm nhất cốc lập tức mở ngăn kéo thứ hai mà chu dịch phong nhắc tới bên trong quả nhiên có một cuốn album ảnh đã sờn nhìn thẩm nhất cốc lấy cuốn album từ trong ngăn kéo ra chu dịch phong không khỏi lắc đầu xem ra đã nhiều năm như vậy rồi nhưng nhà của trần thục uyển vẫn như trước bà ấy hẳn là rất hoài niệm tiếc rằng từ khi mẹ mất anh chìm trong hận thù nên cũng chưa bao giờ đến gặp gì trần nữa giờ nghĩ lại thì không khỏi tiếc nuối Thẩm Nhất Cốc cẩn thận cầm cuốn album trong lòng bàn tay, mở ra từng trang, càng nhìn thì vẻ mặt của người đàn ông càng không thể chịu nổi, bởi vì album này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của ông và Trần Thục Uyển, hóa ra Thục Uyển chưa bao giờ quên ông, đánh giá cũ nát của album này có thể khẳng định được, Trần Thục Uyển thường xuyên lật xem album, cô gái này sao lại ngốc như vậy, ông rõ ràng ở đó, tại sao bà ấy lại không muốn đến tìm ông chứ? ông không bận tâm lắm đến việc bà ấy có tàn tật hay không, tất cả những gì ông ấy quan tâm là người phụ nữ tên Trần Thục Uyển này có sống tốt trên thế gian này hay không, ông chỉ muốn có thể cùng già đi với bà ấy mà thôi. Cuối cùng, Thẩm Nhất Cốc không kìm được nước mắt, từng giọt nước mắt nhỏ như hạt đậu chảy xuống rơi trên cuốn album cũ, ngay trên khuôn mặt của ông và bà ấy, may mà vẫn chưa muộn. Khi đã ở tuổi xế chiều rồi, ông vẫn còn cơ hội gặp lại người phụ nữ mà ông ngày nhớ đêm mong. Xem ra, ông trời vẫn thương xót cho thẩm nhất cốc để ông có thể gặp lại bà sau 30 năm xa cách. Thẩm nhất cốc vừa nghĩ đến đây thì ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh gì đó, hình như là có người đến. Ba người trong phòng đồng thời giật mình, nhất là thẩm nhất cốc, toàn thân kịch liệt run lên, cũng không biết là vì kích động hay là vì khổ sở. Hẳn là gì Trần về rồi, để tôi ra mở cửa chu dịch phong bước tới mở cửa gỗ trước mặt nhưng trước sự thất vọng của anh người đứng ở cửa không phải là trần thục uyển mà là một cô gái trẻ đang đẩy chiếc xe lăn trống trơn khi cô gái nhỏ nhìn thấy chu dịch phong rõ ràng là có chút choáng váng đầu tiên là vì dáng vẻ vô song của anh tiếp theo là bởi vì cô ấy không hề biết trong nhà của trần tịch còn có người một lúc lâu sau cô gái nhỏ mới phản ứng lại lắp bắp hỏi các người các người là ai sao lại ở nhà của dì trần tịch Lúc này, thẩm nhất cốc cũng chậm rãi đi tới cửa. Ánh mắt đầu tiên rơi vào trên chiếc xe lăn trống không. Không hiểu sao trong lòng chợt hiện lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Một lúc lâu sau, ánh mắt lại rơi vào trên người cô gái nhỏ. Cô gái Trần Thục. Không phải... Trần... Trần Tịch. Hiện tại bái đang ở đâu? Câu hỏi này vừa nói ra, vẻ mặt của cô gái nhỏ càng thêm quái dị. Ánh mắt nghi ngờ quét qua khuôn mặt của ba người trước mặt, nhíu mày một cái rồi nói. Các người đang tìm gì Trần Tịch sao? Nhưng có lẽ khiến cả ba vị thất vọng rồi. Bởi vì ba ngày trước, dì Trần đã qua đời rồi. Hôm nay tôi đến đưa xe lăn của dì Trần Tịch về. Sau đó thì khóa cửa nhà dì ấy lại. Rốt cuộc thì các người là ai vậy? Cả ba người đồng thời dững người vì lời nói của cô gái nhỏ. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong vô thức cùng nhau nhìn thẩm nhất cốc. Nếu như Chu Dịch Phong không kịp thời nắm lấy cánh tay của thẩm nhất cốc, thì có lẽ ông ấy đã ngã xuống đất chu dịch phong bóp bóp thầm nhất cốc một lúc sau thầm nhất cốc cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng ánh mắt thì vẫn còn đầy vẻ mơ màng ông nắm lấy tay cô gái nhỏ trước mặt xúc động hỏi cô vừa nói cái gì trần tịch đã chết được ba ngày rồi sao cánh tay của cô gái nhỏ bị thẩm nhất cốc xiết đau đến mức nhíu mày không vui đúng ông buông tôi ra trước đi đau quá vừa rồi ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi tôi là chồng của trần tịch thẩm nhất cốc sững sờ một hồi rồi lẩm bẩm đáp lại âm thanh cực kỳ bi ai vang phát như đến từ một thế giới khác, sau đó thì ngã trên mặt đất rồi ngất đi. Thẩm Nhất Cốc tỉnh lại, đã là một tiếng đồng hồ sau, đôi mắt to đột nhiên trở nên trống rỗng vô cùng, ánh sáng bên trong cũng không còn nữa, một ít chỉ còn lại vẻ cô đơn như nước đọng, An Mạc Hạ không khỏi thở dài, Thẩm Nhất Cốc thật là đáng thương, điều mà người ta sợ nhất không phải là không còn hy vọng, mà là sau khi có hy vọng thì lại bị bóp chết một cách tàn nhẫn mà thẩm nhất cốc là như thế ban đầu ông ấy không ôm hy vọng gì về việc vợ mình trần thục uyển còn sống nhưng sau khi được hai người họ thắp lên hy vọng thục uyển vẫn còn sống được hai người đột ngột đưa người đến đây thẩm nhất cốc đang tràn đầy mong đợi mong chờ trần thục uyển trở về nhà nhưng cuối cùng thì lại nhận được tin trần thục uyển đã chết thẩm nhất cốc hẳn là không thể chấp nhận được đòn này ngay cả một người ngoài như cô thì cũng cảm thấy trống rỗng an bạc hạ đứng dậy khỏi ghế cô kéo chu dịch phong sang một bên nói nhỏ dịch phong không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này em nghĩ lần này thẩm nhất cốc có thể sẽ không cảm ơn chúng ta đâu mà ngược lại còn hận chúng ta nữa nghe vậy chu dịch phong nhíu mày thật chặt anh liếc nhìn thẩm nhất cốc đang nằm trên giường một lúc sau mới nói không ngờ gì trần đã qua đời mới có ba ngày trước vậy thì anh còn biện pháp gì khác không chu dịch phong lắc đầu sau đó cam chịu thở dài Số phận đã định trước, xem ra chỉ có thể cam chịu số phận thôi. An Mạc Hạ cũng thở dài, quả nhiên chuyện này đã đi vào ngõ cụt. Bọn họ cũng chỉ có thể cầu xin thẩm nhất cốc đừng vội vàng bán cổ phần cho Chu Dịch Thần, còn lại thật sự là vô vọng. Thẩm nhất cốc ở trên giường bất động, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đang canh giữ ở trước giường ông. Tuy rằng thẩm nhất cốc này không phải là người tốt, nhưng từ khi mang ông ta đến đây thì bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm. Ảnh chụp ước chừng dạng sáng hai ba giờ thẩm nhất cốc rốt cuộc cũng có phản ứng ánh mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh trên tủ ngón tay cứng nhắc nhấc lên lúc mới đến đây thẩm nhất cốc vẫn còn rất tinh anh minh mẫn nhưng chỉ trong vòng vài giờ người đàn ông này dường như đã già đi cả chục tuổi trạng thái cả người cũng không ổn định tôi lấy ngay cho ngài đây an bạc hạ ngồi ở mép tủ lập tức đưa tay cầm tấm ảnh đưa cho thẩm nhất cốc thẩm nhất cốc ôm bức ảnh trong lòng như bảo vật quý hiếm dùng phần áo lau chùi cẩn thận vài lần rồi tự nhủ. Thục Uyển, em đã lừa anh quá lâu rồi. Nhiều năm như vậy, sao em vẫn không đến tìm anh? Anh làm sao có thể khinh thường em được chứ? Nếu như em đến tìm anh, thì có lẽ anh và em cũng sẽ không trở thành như thế này. Giọng nói của thẩm nhất cốc càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng thì giọng nói chỉ còn lại là những tiếng nấc nghẹn, một tầng run dày. Sau đó, ông ôm chặt tấm ảnh trong tay mà khóc lớn. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong thấy vậy thì cả hai đều chậm rãi ra khỏi phòng để cho ông lão hơn 50 tuổi thoải mái phát tiết. Có lẽ sẽ nghĩ thông suốt hơn. Tiếng khóc trong phòng vang lên thật lâu, đến tận khi trời sắp chuyển sang màu trắng, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong mới không nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng nữa. Hai người liền kéo cửa ra, qua khe nứt, nhìn vào, thầm nhất cốc lúc này đã ngủ say rồi. Dịch Phong, chúng ta đợi ở đây sao? Em không thể chậm trễ nữa, nếu không quay về, đến khi Chu Dịch Thần phát hiện ra thì sẽ rất phiền phức. An Bạc Hạ có chút ngượng ngùng nói. Em sợ Chu Dịch Thần như vậy sao? Chu Dịch Phong vỗ nhẹ lên chán của người phụ nữ. Thôi quên đi, sẽ không chậm trễ đâu. Anh gọi trợ lý đặt chuyến bay trở lại Hồng Kông cho em ngay lập tức. Sau khi đưa em qua đó thì anh cũng chuẩn bị trở lại An Lâm Thị. Không thể mua được cổ phần của Thẩm Nhất Cốc thì anh cũng không thể ở Hồng Kông nữa, phải trở về bàn bạc với Hy Dương. Ừ an bạc hạ gật đầu cô muốn mở lời an ủi chu dịch phong nhưng nghĩ lại cô cảm thấy điều đó thật vô nghĩa trước khi hai người rời đi thì đã đến gặp thẩm nhất cốc lúc này ông ta có thể từ trên giường đứng dậy nhưng vẫn còn cầm tấm ảnh mà ngần người thẩm tổng ngài có đi cùng chúng tôi không chu dịch phong hỏi thẩm nhất cốc dường như mất một lúc lâu mới phản ứng lại được những gì chu dịch phong đang nói ông ta nhìn chu dịch phong một cái sau đó lắc đầu thôi chúng tôi không yên tâm để ngài ở đây một mình Tôi sẽ thông báo cho quản gia cử người đến chăm sóc cho ngài, vợ chồng tôi về trước. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự việc này, tôi chỉ muốn giúp ngài gặp được gì Trần nhưng không ngờ. Chu Dịch Phong nói đến đây, liền dừng lại sau đó lắc đầu có phần tự diễu. thôi quên đi, Thẩm tổng bảo trọng. Thẩm Nhất Cốc cũng không thèm nhìn đến Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ, chỉ siết chặt ảnh chụp còn An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong thì cũng không ép buộc thẩm nhất cốc nữa. Họ nắm tay nhau rời khỏi ngôi nhà cũ. Một đường bay đến giữa trưa, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong cuối cùng cũng trở về Hồng Kông. Hồng Kông vẫn còn nóng như lòng của Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ lại ảm đạm hơn nhiều. Một là họ không có được cổ phần như mong muốn. Hai là họ cảm thấy tiếc cho Thẩm Nhất Cốc và Trần Thục Uyển. Hai người đã đợi nhau suốt 30 năm, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể gặp nhau Vừa lúc Chu Dịch Phong đưa An Mạc Hạ đến khách sạn, thì điện thoại di động của An Mạc Hạ đột nhiên vang lên, hiện ra một dãy số không quen thuộc. An Mạc Hạ khó hiểu nghiêng đầu, cô không có thói quen trả lời những dãy số lạ, nhưng lần này thì cô lại ấn nút trả lời. Xin chào, xin hỏi ai vậy ạ? Đầu dây bên kia điện thoại tạm dừng vài giây, sau đó giọng nói có phần giàn nua của thẩm nhất cốc vang lên. Chu thiếu phu nhân có đúng không? Xin lỗi đã làm phiền rồi, tôi chỉ tìm thấy số của cô trong điện thoại nên cũng chỉ có thể gọi cho cô thôi. Bây giờ phiền cô hãy giao điện thoại cho Chu Dịch Phong. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. An Mạc Hạ giật mình nhưng vẫn đưa điện thoại cho Chu Dịch Phong bên cạnh. Dịch Phong là thầm nhất cốc. Ông ấy có chuyện muốn nói với anh. Trong mắt của Chu Dịch Phong lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó thì nhanh chóng trả lời điện thoại. Xin chào thầm tổng. Ngài có chuyện gì sao? Chủ tổng. Chuyện lần này cậu và phu nhân cũng không cần phải áy náy quá kỳ thực tôi không trách hai người ngược lại còn rất biết ơn hai người nữa ít nhất tôi cũng tìm được nơi thục uyển từng ở rồi có lẽ sau này tôi sẽ ở đây chí ít cũng có thể xem như là sống cùng với thục uyển rồi về phần mọi thứ ở hồng kông tôi cũng không cần nữa cuộc sống không có thục uyển tất cả đều là vô nghĩa còn có cổ phần chu thị nếu như cậu muốn thì có thể lấy tôi sẽ thu xếp người đại diện cùng cậu ký hợp đồng quay đầu lại An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong không có hy vọng có được cổ phần trong tay của Thẩm Nhất Cốc. Vậy mà không ngờ Thẩm Nhất Cốc lại từ bỏ mọi thứ, nguyện ý giao lại cổ phần. Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đồng thời thở vào nhẹ nhõm, phiền muộn tích tụ trong lòng lập tức được giải tỏa. Dịch Phong, em rất vui, có cổ phần của Thẩm Nhất Cốc trong tay, có nghĩa là anh sẽ sớm đánh bại được Chu Thị sao? Khóe miệng của Chu Dịch Phong cũng nở một nụ cười sảng khoái. Anh gật đầu, Lúc trước, anh mua lại một phần cổ phần của một vài cổ đông nhỏ rồi. Hiện tại thêm 19% cổ phần của thẩm nhất cốc nữa, thì việc thắng tập đoàn Chu Thị là 10 phần chắc chín. Thật tuyệt, dịch phong, anh sẽ sớm thực hiện được ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay. Đôi mắt của An Mạc Hạ cong lên, đôi mắt cười như trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm. Chu Dịch Phong không khỏi xoa xoa đầu của người phụ nữ trước mặt, sau đó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa. An Mặc Hạ nói đúng, anh sẽ sớm đánh bại Chu thị, sau đó để người của Chu gia suy sụp tinh thần, xem như bù đắp những tổn thương mà mẹ anh đã phải chịu đựng. Trở về khách sạn đã gần buổi chiều, thấy Chu Dịch Thần không liên lạc với mình, An Mặc Hạ thở ra nhẹ nhõm một hơi, tâm tình hiện tại rất tốt, thậm chí còn quên luôn cả mệt mỏi. Ngâm ngà một chút giai điệu rồi bước vào phòng tắm, sau đó thì đắm mình trong bồn tắm êm ái, nhắm mắt hưởng thụ. So với tâm trạng của An Mạc Hạ lúc này, thì sắc mặt của Chu Dịch Thần bên này trở nên vô cùng ngưng trọng. Không phải hắn không muốn đi gặp An Mạc Hạ, mà là hắn không có tâm trạng chút nào, bởi vì Thẩm Nhất Cốc đã được giải cứu, mà hắn thì còn nghe những người xung quanh Thẩm Nhất Cốc nói rằng, trợ lý của Thẩm Nhất Cốc dường như đang sắp xếp việc ký kết thỏa thuận bán cổ phần của tập đoàn Chu Thị trong tay ông ta cho người khác. <laughs> là ai có khả năng bỏ ra số tiền lớn hơn số tiền mà Chu Thị đưa ra chứ? khiến cho kẻ có lòng tham không đáy như thẩm nhất cốc phải động tâm. Chu dịch thần càng nghĩ thì càng tức giận, cầm cái cốc thủy tinh trong tay, đập mạnh xuống đất. Trong tích tắc, liền nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vang khắp căn phòng. Trước khi đến Hồng Kông, Chu Dịch Thần tràn đầy chắc chắn và tự tin, nhưng đây đã là ngày thứ năm ở lại Hồng Kông rồi. Nhưng việc gì cũng chưa xong, cổ phần chưa mua, phụ nữ cũng chưa có được. Đi tìm hiểu xem, thẩm nhất cốc bán cổ phần cho ai. Chu Dịch Thần quát trợ lý tiểu lý tiểu lý lập tức gật đầu sau đó rụt rè nói nhân tiện chu tổng ngài đặt mua một chiếc vòng cổ kim cương cho an tiểu thư ngài lời tiểu lý còn chưa nói xong chu dịch thần đã ngắt lời công ty sắp xong đời rồi còn ở đó nghĩ tới phụ nữ cậu đừng có làm phiền tôi nữa à vâng 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 tôi sai rồi tiểu lý bị chu dịch thần làm cho hoàng sợ lập tức đáp chu tổng đừng nóng giận không có cổ phần của thẩm nhất cốc thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để mua lại cổ phần do các cổ đông khác nắm giữ không cần cậu nói tôi đương nhiên biết chu dịch thần trừng mắt nhìn tiểu lý cậu đi thu xếp chuyến bay đi chúng ta trở về công ty càng sớm càng tốt vâng tôi sẽ thu xếp ngay tiểu lý sớm đã muốn rời khỏi phòng của chu dịch thần rồi nghe được lời của chu dịch thần cậu ta liền vội vàng đi về phía cửa như được đại xá nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị chu dịch thần ngăn lại chú tổng ngài còn có căn dặn gì sao tiểu lý chán đã chảy đầy mồ hôi lạnh chu dịch thần trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khó hiểu chu dịch thần lần này đến hồng kông không thể chỉ trở về an lâm thị với vẻ mặt thất thần như vậy được rốt cuộc thì phải làm cái gì đây chuyện của thẩm nhất cốc không ổn thì để an mạc hạ bù đắp vậy người phụ nữ này đã rằng co hắn lâu rồi hắn thật sự không nhịn được nữa hắn không nhìn ra người phụ nữ này có ý tứ gì mà bây giờ thì hắn đã không còn kiên nhẫn để chơi trò chơi anh em với người phụ nữ này nữa đến lúc phải lấy lại mọi thứ Tiểu Lý, tôi này đặt phòng riêng ở nhà hàng của khách sạn, tôi muốn mời đồng nghiệp dùng bữa. Còn Chu Dịch Thần nói xong thì đột nhiên cúi xuống, ghé sát môi vào tai của Tiểu Lý bên tai nói, đi lấy cho tôi vài thứ bỏ vào rượu của An mặc Hạ. Cùng lúc đó, tại sân bay Hồng Kông bước ra một dáng người thướt tha, người đẹp cắt tóc ngắn mặc váy bohemian, đi dép cao gót đôi mũ rơm. Người đẹp luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, và người phụ nữ này cũng không ngoại lệ. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường. Đúng lúc này điện thoại di động trong tay người phụ nữ vang lên. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, đeo tai nghe. Ngay sau đó một giọng nói quyến rũ từ đầu dây bên kia chuyển đến. Dương Phán Phán, đến Hồng Kông chưa? Đến rồi, chu phu nhân. Dương Phán Phán lập tức đáp. Tốt lắm, đã rõ ràng hết kế hoạch sắp xếp chưa? Tôi vừa nghe nói chu dịch thần buổi tối sẽ mời đồng nghiệp dùng cơm, đơn vị đi ăn tối. Cô phải quan sát chu dịch thần và An Mạc Hạ đến cùng. Nếu như thấy An Mạc Hạ vào phòng của chồng tôi, thì cô lập tức gọi điện thoại cho nhà báo do tôi sắp xếp. Tôi sẽ khiến cho tiểu tiện nhân An Mạc Hạ đó không còn mặt mũi nào ở lại An Lâm Thị nữa. Giọng nói của người phụ nữ rơi xuống, trên mặt của Dương Phán Phán cũng lé lên một tia hung ác. Không khỏi hỏi, chu phu nhân, hình như lúc trước cô có nói cho tôi biết, An Mạc Hạ là vợ của chu Thiếu. Tuy rằng đến bây giờ tôi cũng không thể tin được, nhưng cô làm ra chuyện lớn như vậy, không sợ ảnh hưởng đến tập đoàn Chu thị và Chu gia sao? Chuyện này cô không cần phải lo lắng, đến lúc đó tôi sẽ tự mình thu xếp, cô cứ việc làm cho tốt việc của mình đi, cho dù thật sự ảnh hưởng đến Chu gia, nhưng có thể khiến cho An Mạc Hạ hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của tôi thì cũng thật là đáng giá. Nghe vậy, Dương Phán Phán khóe miệng giật giật, "Được rồi, tôi sẽ không làm cho Chu phu nhân phải thất vọng đâu." Một phòng riêng của Chu Dịch Thần đãi đồng nghiệp được đặt trong khách sạn trên tầng 2 của khách sạn. Phòng riêng rất rộng rãi, được thiết kế theo phong cách vô cùng lộng lẫy, lấy màu vàng làm chủ đạo. Vì vậy, căn phòng vô cùng đại khí nhưng không có vẻ thô tục. An Mạc Hạ, Chu Dịch Thần, Trương Di và một vài đồng nghiệp đi cùng cùng ngồi đầy bàn lớn dành cho 10 người. Đồng nghiệp thân mến, chuyến công tác lần này thật vất vả cho các cô rồi, tôi nâng ly chúc mừng trước. Chu dịch thần nâng ly rượu trong tay lên, đưa một vòng về phía mọi người có mặt. Có người nhanh chóng lên tiếng. Chu Tổng, chúng tôi rất vinh dự được cùng anh đi công tác. Chúng tôi cao hứng còn không kịp. Làm sao lại có cảm giác vất vả được chứ? Anh quá khách khí rồi. Đúng vậy, Chu Tổng. Nhiệm vụ của chúng tôi là công hiến cho công ty. Anh không nên mời chúng tôi ăn tối đâu. Phải để chúng tôi mời anh đi ăn tối mới đúng. Xung quanh vang lên từng tiếng nịnh nọt. An Mạc Hạ không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù sau khi làm việc ở Chu Thị, cô thường xuyên nghe thấy loại giọng định nọt này, nhưng mỗi lần nghe thấy thì cô đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng để không khiến cho mọi người cảm thấy mình đang nghĩ gì, nên An Mạc Hạ chỉ có thể mỉm cười nói vài câu dù không muốn. Chu Dịch Thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng rồi trở lại chỗ ngồi, sau đó từ khóe mắt liếc nhìn về phía An Mạc Hạ. An Mạc Hạ lúc này đang cười, nụ cười rất ngọt ngào, chiếc váy màu xanh cô mặc hôm nay khiến cho an mặc hạ trông ngây thơ trong sáng như một sinh viên đại học vừa mới bước vào xã hội nam nhân liếc mắt một cái nụ cười trên mặt càng thêm dễ chịu chẳng mấy chốc mỹ nữ này sẽ thuộc về hắn ta không biết chu dịch phong sẽ phản ứng như thế nào khi biết hắn quan hệ với người phụ nữ của mình đây chu dịch thần đột nhiên càng thêm mong đợi Bữa tiệc này rất nhàm chán, An Bạc Hạ thở dài có chút nhàm chán, An Bạc Hạ thầm cầu mọi người xong cơm nước sớm để cô về phòng sớm đánh một giấc, ngày mai vui vẻ trở về trong vòng tay của Chu Dịch Phong ở An Lâm thị, cùng Dịch Phong tiếp tục bắt đầu cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Vừa nghĩ tới đây, Tiểu Lý trợ lý của Chu Dịch Thần liền đứng lên đi tới trước mặt An Bạc Hạ cười nói, Bạc Hạ, Cô xem, đồng nghiệp đã uống mấy ly rượu rồi mà cô chỉ có một ly thôi, vậy là không đủ đâu, tôi rót thêm cho cô." Nói rồi, rượu đỏ trong tay của Tiểu Lý nhắm vào ly của An Mạc Hạ, nhưng An Mạc Hạ đã nhanh chóng cầm đi. "Lý trợ lý, tôi không biết uống đâu, thứ lỗi." Động tác của An Mạc Hạ và Tiểu Lý nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một nam đồng nghiệp chế nhạo hét lên, "Đúng đúng đúng, Mạc Hạ, chúng tôi đều uống nhiều như vậy rồi mà cô chỉ uống có mấy ngụm thôi, thật là không nể mặt chúng tôi mà." không nể mặt Chu Tổng. Nhìn những mỹ nữ khác trong bộ phận PR của cô đi, họ đều uống hết chén này đến chén khác rồi. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng, không nói nên lời. Hôm nay cô cố ý giữ dáng vẻ thấp thỏm là vì không muốn người khác ép mình uống rượu. Vậy mà không ngờ cuối cùng vẫn không tránh khỏi, cô chỉ có thể bất đắc dĩ duỗi ly rượu tới trước mặt của trợ lý lý. Hay hiếm có cơ hội cùng với Chu tổng uống rượu, lần này nhất định phải lấy lại thanh danh, nhưng đừng có nhiều quá đấy, tôi không uống được nhiều đâu. An Mạc Hạ uy khuất nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý lắc lắc bình rượu trong tay cười nói. Mạc Hạ, cô đừng lo lắng, rượu trong bình này không nhiều đâu, cô không cần phải uống thêm. Sau đó Tiểu Lý rót rượu, rượu trong chai vào ly của An Mạc Hạ. Như Lý trợ lý nói, rượu trong tay quả thực là không có bao nhiêu, rót hết vào ly rượu của An Mạc Hạ là đủ. An Mạc Hạ trong lòng thở ra một hơi, cho rằng Tiểu Lý nói cũng có lý, nhưng khi rót rượu xong thì trên mặt Tiểu Lý nhanh chóng lóe lên một nụ cười kỳ quái sau đó thì liếc mắt nhìn về phía chu dịch thần chu dịch thần thoáng qua trợ lý tiểu lý sau đó tâm tình nhấp một ngụm rượu trong tay bữa tiệc vẫn đang diễn ra nhưng an bạc hạ cảm thấy tình hình của mình càng ngày càng tệ từ lúc nghĩ đến giờ cô chỉ uống có hai ly rượu sao đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy có thể tan chảy bất cứ lúc nào an mặc hạ xoa đầu uống một cốc nước lạnh lớn cố gắng thoát khỏi tình trạng nhưng dường như sau khi làm xong chuỗi chuyện này cô vẫn không cảm thấy thoải mái hơn thậm chí còn cảm thấy trong người càng ngày càng nóng nữa cô say sao an mặc hạ nghĩ nhưng cảm thấy không có khả năng này dù trước đây cô uống ít nhưng cũng phải được ba ly hiện tại mới chỉ uống có hai ly lại còn là rượu đỏ sao có thể phản ứng dữ dội như vậy Khuôn mặt ửng hồng của An Bạc Hạ đều rơi vào trong mắt của nam nhân cách đó không xa. Chu dịch thần nhếch khóe miệng thỏa mãn. Xem ra, thuốc đã có tác dụng. An Mạc Hạ đã bắt đầu có phản ứng. Chu dịch thần đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cười với mọi người. Đồng nghiệp, tôi nghĩ mọi người ăn cơm gần hết rồi. Chúng ta về nghỉ ngơi sớm thôi. Ngày mai ngủ một giấc, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Sau đó buổi trưa thì sẽ ngồi máy bay, bay trở về. Nghe vậy, các đồng nghiệp đồng loạt hoan hô, đều khen Chu dịch thần ân cần. Chỉ có An Mạc Hạ là vẫn ngồi tại chỗ, chuyện gì đang xảy ra vậy? An Mạc Hạ còn đang suy nghĩ câu hỏi này, chẳng lẽ hôm nay quá mệt nên ngã bệnh sao? Không tốt, không phải chỉ hơi mệt một chút mà thực sự là đã phát bệnh rồi. Giờ phút này, An Mạc Hạ nhìn đồng nghiệp đi ra khỏi phòng, cô cũng đứng dậy muốn đi ra ngoài, cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, mà vào lúc này, một đôi bàn tay to lớn đột nhiên đỡ lấy cánh tay của An Mạc Hạ an mặc hạ sững sờ không biết vì sao cô đột nhiên thích cái cảm giác được tiếp xúc với cơ thể của người ta dọc theo dường như có một cảm giác mát lạnh bàn tay to nắm lấy cánh tay cô từ từ lướt trên người của an mặc hạ mặc hạ em không sao chứ giọng nói của chu dịch thần vang lên bên tai an mặc hạ mang theo chút quan tâm an mặc hạ lúc này mới từ cảm xúc kỳ lạ vừa rồi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh chu tổng em không sao có lẽ gần đây hơi mệt nên đầu có chút choáng váng, không sao đâu, lát nữa về phòng nghỉ ngơi là khỏe lại. Trong mắt của Chu Dịch Thần lóe lên tia kỳ lạ, sau đó gật đầu, "Không sao, anh thấy bước đi của em có chút không vững, để anh đưa em về phòng." Nói rồi, Chu Dịch Thần lại gần An Mạc Hạ, đỡ lấy bà vai cô. An Mạc Hạ cảm giác, cảm giác kỳ quái trước kia càng ngày càng mạnh mẽ, cô đột nhiên cảm thấy thích Chu Dịch Thần chạm vào mình, cảm giác này khiến toàn thân cô đều cảm thấy mát lạnh nhưng lý trí duy nhất còn sót lại, An Mạc Hạ nhanh chóng bác bỏ. Có phải cô đang bị co giật não không? Người trước mặt là Chu Dịch Thần, không phải là Chu Dịch Phong. Làm sao vừa rồi cô lại có ý tưởng quái đản như vậy? An Mạc Hạ tránh ra khỏi tay của Chu Dịch Thần, lắc đầu nguệ nguệ. Sau đó thì đối với Chu Dịch Thần nói, Chu Tổng, không cần đâu, dù sao thì phòng ở trên lầu, em tự đi được, không cần phiền anh. Chu dịch thần thấy tay mình trống trơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, kêu trợ lý tiểu lý cho An Mạc Hạ uống thuốc giải rượu. Không ngờ ý chí của người phụ nữ này lại mạnh như vậy. <laughs> Thật thú vị. Nhưng Chu dịch thần cũng không vội. Dù sao thì An Mạc Hạ đã là con mồi của hắn ta. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi. Chu dịch thần cười nói. Mạc Hạ, dù sao thì anh cũng phải lên lầu. Hai người đi cùng nhau thì cũng tốt. Giờ phút này, An Mạc Hạ cảm giác được ý thức càng ngày càng không rõ ràng, vô thức gật gật đầu, sau đó thì ngần người đi về phía cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại